Anh vẫn thường nói, nếu tìm được con trai lớn của em thì sẽ đưa nó và thằng Đông cùng đến cúng em. Xin lỗi, đến bây giờ cũng chưa tìm được nó. Ôi trời ơi, qua đâu rồi? Không lẽ bỏ quên ở nhà? Đương nhiên rồi. Ủa cậu Thu, hey, bỏ công sức ra xỏ qua đến cúng vợ vậy mà cũng bỏ quên thì... Ôi, cảm ơn cảm ơn. Làm sao cậu biết tôi ở đây? Hỏi thằng Đông nên mới biết thôi. Đông nó phải đi học nên tôi đem đến cho ông nè. Ờ cảm ơn. Nè em à, hoa cọc lan em thích nhất nè. Người đàn bà này là vợ ông? Phải rồi. Ông có cúng làm người không vậy? Làm sao cúng làm vợ của mình được chứ. Người này là má của tôi đó, vợ của ông à. Cậu là Bành Tiểu Thu. Ông chính là gian phu đã đưa má tôi đi hả? Tốt quá, cuối cùng đã tìm được cậu rồi. Em ơi, ông trời hảo phụ lòng người. Thuận tới rồi nè. Cậu có biết không, ngày trước má của cậu rất muốn đón cậu tới ở chung, nhưng ba của cậu không cho cậu gặp má của cậu. Không bao lâu gia đình cậu dọn đi, bị mất liên lạc. Đừng nói nhiều nữa, nè, mau cúi đầu lại má cậu đi. Lại cái gì? Từ khi bà bỏ tôi và ba tôi đi thì tôi coi như không có người mẹ này rồi. Má cậu không phải như cậu đã nói vậy đâu. Ông đừng nói tốt cho bà nữa. Chính mắt tôi nhìn thấy, người đàn bà này có thể cùng giàu sang không thể cùng hoạn nạn. Trong lúc ba tôi làm ăn thất bại, rất cần có người bên cạnh an ủi thì bà bỏ theo ông, khiến ba tôi uất ức mà chết. Sẽ vậy cả tên tôi cũng đổi luôn. Chính vì không muốn để cho bà tìm được tôi không muốn nhìn thấy bà nữa, tôi không muốn. Lúc đó má cậu rời khỏi gia đình cũng do hoàn cảnh ép buộc. Ai ép bà? Ông ép bà hả? Không phải, là bà tự nguyện mà. Bây giờ tôi chỉ biết người đang đứng trước mặt tôi chính là kẻ khốn nạn đã cướp vợ người ta, cướp má của một đứa con, hại gia đình người ta tan nát. Ông giỏi lắm, tôi sẽ từ từ tính với ông. Đừng mà. Em mà, để nào em thấy chết mà không cứu chứ. Em đã đem toàn bộ trang sức cho anh đi bán rồi. Đây là di vật ba má em để lại cho em đó. Con chịu đưa hay không vậy? Con nhìn má con đi, chỉ có thể cùng người giàu sang thôi. Má đừng đi mà má. Thu à, má có lỗi với con. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Thật là trớ trêu. Em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng nuôi được Đồng khùng lớn. Đồng Đồng à, anh chị, điều duy nhất em không an tâm chính là Tiểu Thu. Tiểu Thu nó nhất định còn đang trách người mẹ như em. Anh nhất định tìm Tiểu Thu về giúp em. Tình à, em yên tâm, chuyện anh hứa với em anh nhất định sẽ làm được. Cậu Thu, tôi có buồn cháo trắng mì xào, còn có bánh thịt bò nữa nè. Ngồi xuống đi. Thôi được rồi, đừng có kéo tôi mà. Sao hả? Còn trách má cậu hả? Bao nhiêu năm rồi, trách được bao nhiêu? Ê, thật ra ngày trước, sau khi má cậu bỏ đi, ba cậu vào bệnh viện, khiến cậu thi cử cũng không được. Chuyện trước đây đừng có nhắc nữa có được không? Ông cũng vậy, trước đây ông làm quá nhiều chuyện thất đức, đừng có để cho thằng Đông biết nhiều. Nếu không người cha dạy hư đứa con. Thật ra má cậu có quay về định đón cậu về ở chung, nhưng mà ba cậu nói cậu không thích gặp mặt má cậu nữa. Tôi không chỉ làm người của tôi, chính là nhìn về phía trước. Chuyện trước đây tôi không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ có khác nào là dậm chân tại chỗ. Bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ là phải làm sao dạy tốt cho đội bóng, kiếm thật nhiều tiền. Ông có hiểu không? Cậu nói thật hả? Ông là trưởng đoàn kiêm huấn luyện viên của đội, tôi là giám đốc kinh doanh của đội bóng. Ông muốn tốt cho con của ông, muốn tốt cho đội bóng thì chuyện trước đây đừng có nhắc nữa. Ok. Chuyện quan trọng là phải dạy tốt cho đội bóng. Cha con một lòng thì sẽ thành công ha. Ông quên chuyện đó đi. Ai là cha con với ông? Tôi là giám đốc kinh doanh, ông là trưởng đoàn kiêm huấn luyện viên, chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Sao cũng được.
Chúng tôi xin mời ông Phan Đại Dĩ, người dẫn dắt đội cơ cẩn tinh thần, cũng là chân phải vàng trước đây đại diện cho Hồng Kông. Ông Phan, có phải cầu thủ của ông sẽ dạy cho các em nhỏ đá banh hay không? Phải đó, phải đó. Thành tích của giải vừa rồi, đội bóng của ông đã rất tốt. Ông có lòng tin sẽ được thăng lên hạng A hay không? Dĩ nhiên là có rồi. Các em nhất định sẽ thăng lên hạng A. Tôi kêu mấy cậu dạy mấy em nhỏ đá banh, không phải kêu mấy cậu giành banh. Lần này hình tượng thương hiệu của tôi đã mất hết rồi. À, ông Lê à, xin lỗi nghe. Thật ra chuyện lần này chỉ là hiểu lầm. Ba thanh niên này thật ra chỉ muốn biểu diễn kỹ thuật đá banh trước các em nhỏ thôi. Cho dù cầu thủ của anh thực sự có kỹ thuật, nhưng một chút kỷ luật và hiểu biết cũng không có thì thôi rồi. Họ biết rõ mình là người đại diện cho thương hiệu của ông Lê, mà lại gây ra chuyện này trong buổi hoạt động tuyên truyền. Anh là giám đốc kinh doanh, anh làm việc sao vậy? Thật ra không phải lỗi cầu thủ đâu, là do mấy em tập trung quá mới gây ra chuyện này. Mau xin lỗi ông Lê đi. Sorry. Không có bằng lòng thì đừng có nói. Dù gì bây giờ có nói cũng vô ích thôi. Hãy tỉnh táo nói một lần nữa đi. Xin lỗi ông. Ông Lê, ông yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách bù lại lỗi lầm này. Anh là giám đốc kinh doanh, cả kỷ luật cơ bản cũng lo không xong, thì làm sao lo tốt cho đội bóng. Anh đừng quên, anh đã ký hợp đồng với tôi. Nếu có chuyện gì, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Là hai người này dở trò trước. Trời ơi. Mất trí nhớ rồi hả? Mình đã dở nhận đại đi. Na còn gây nữa sao? Ông là huấn luyện viên kiêm trưởng đoàn đó. Ồ, không phải. Anh đừng có đổ hết mọi trách nhiệm cho ba tôi nha. Vậy thì tốt rồi. Người nào làm người đó chịu. Em là con của trưởng đoàn kiêm huấn luyện viên, cũng là chủ chốt. Chuyện này để giải quyết công bằng. Bắt đầu từ trận sau, em bị cấm đá cho đến khi nào có thông báo mới.